Rồi, xin chào các bạn. Bữa nay nhà mình ăn khoai nha. Khoai ăn sen. Nhà mình khoai ăn sen lắm. Khoai ăn sen là sáng ăn khoai. Sáng chỉ một củ khoai thôi là no bụng. Cái này nè, cái nào chặt cây sát đây nè, lên chặt để nó mọc ở trong nhà. Cây này với thêm cây nhỏ nữa. Cây trong đây hả? Chặt cây này đi, cây này nhỏ quá vậy, chặt thêm cây nữa. Xem chặt cây này nè, cây đó bự quá không, cây đó bự quá rồi. Cây kia kìa, cây đó mà cây đó luôn rồi, chặt cây đó luôn. Tự nhiên có cây cây này trong đây nữa. Ở đâu cũng nhập mùi quế chứ. Cây đâu phải mùi quế, phải không? Giống mùi quế. Đâu phải mùi quế. Nói với mùi quế, cây đâu cũng nhập. Cầm đi, dứt. Nấu liền mà ngâm nước gì? Nấu liền hả? Thường ở quê tốn cây chuối rồi phải tốn con gà hoặc tốn con vịt, bữa nay không tốn gà không tốn vịt, tốn con khô. Nếu muốn mua cái mới nó không nói, nó bật cho bé mà. Bật cho bé cho chị mua cái mới. Cái bắp chuối này thèm. Thèm đổ gà, gà gì. Có nhiêu đây được rồi. Chim đi, rau nhiều ăn cho nó. Khô cái dứa. Cái dứa bạn em cho, hấm dài. Sau một lúc thì khoai lang đã chín. Cái khoai lang mà mình hấp nó ngọt hơn là khoai lang mình nấu, mình nướng nó còn thơm hơn là mình hấp nữa. Đây là một con khô cái dứa một nắng của bạn mình cho hôm về mấy bữa mình chưa ăn. Hai con luôn chứ không phải một con hả? Vậy cất con đi. Ăn gì hết? Ăn hết không? Đấy coi. À, có cái thùng mì đó mẹ bỏ vô thùng mì á, lót giấy báo vô. Khô cá dứa này đúng là ngon nè, mua ở đâu ngon quá trời á. Như là mua Cần Giờ hay gì. Cá này là người ta cá tươi nè. Ở đây bán cá cũ. Ngồi thịt tươi trong luôn. Một nắng. Ba lan cá này phơi hoài không khô. Phơi tôm mở ra hoài. Bao nhiêu đây? Có bỏ vài miếng thịt vô đây không? Đi, bỏ thịt vô đây đi.
cho anh ăn, anh đâu có ăn chiên chiên cứng chết. Mình nấu canh chua một mớ rồi, một mớ mình đem chiên. Canh chua bột cây chuối. Vậy bữa nó vô nó thay cái bình mới nó khác. Chăm nước quá trời. Có nhiều bạn nói mình không biết làm gì, mình biết chiên khô nè, biết chiên hầm vịt nè, biết nấu mì gói nè. Người ta kêu bằng canh khô, nó kêu bằng sim lo hay gì á. Vậy là mình đã có một nồi canh chua. Nước mắm ngon mới được ha. Đúng rồi, mình nấu nước mắm ngon thì cái nồi canh nó mới ngon. Nấu nước mắm dở thì thành nồi canh dở luôn rồi sao. Canh chua, canh chua mình dặn miếng tí nước mắm vô. Này nêm muối đường bột ngọt rồi. Chờ cho nó sôi lên cái nào mình bỏ chanh vô. Cái này như là em bỏ chanh chưa? Chanh vậy mình bỏ luôn rồi. Nhiều quá hả? Tí xíu được rồi. Có nhiều, bỏ hết đi. Không có chua không, thêm miếng canh thôi. Mấy em bỏ ít chanh hả? Bỏ 1 trái rưỡi. Chua dữ á. Có mắm tép nữa. Đây là món ăn dân dã, mắm tép khô chiên. Bữa nay toàn là đồ cho không à. Mắm tép cũng có chị Duyên cho. Đi lên lấy đồ nè thay. Ủa cái hũ hết đâu rồi. Đây. Cho ngon hơn đồ mua hả? Cho ăn ngon hơn đồ mua. Này mình nấu canh chua khô gọi là sim lo á. Mình nấu bằng gì? Nấu bằng cơm mẻ hả? Nấu cái này nó có mẻ nó mới ngon. Mùi khô nó lên chua ngon. Này ăn khô mắm ngon trời. Gầy thịt cá ngán quá. Má ai có một gạt nó nấu cho nó ăn. Ăn cá ít nhé. Lộn đứt vừa. Nó hổm bể gấp kia không gắn thắng á. Nó chạy đi khúc rồi nó thắng không ăn nó quay lại. Nói gì đừng có gấp. Thì chạy nó cũng dễ bị lắm. Cứ từ từ thôi. Cá này nó canh với chiên đó hả? Một con. Mà con nhẫn ngon thật. Cá này xinh xanh. Thôi đặt hổm con mua một con. Cái khùng quén. Không ngon thì cho. Mặn chát hộp ăn thẳng thì cá hộp tươi khô này hay cầm khô nó tươi chống tươi. Khô này nó mở nhiều lắm không có phơi khô được. Tôi thấy trong cái bọc tôi tưởng luôn mình mua cá đuối. Này nó không có ớt mặn hung cho nên nó không có
nó phải phải để ngăn đá chứ để ngăn mát rồi nó hư. Để mát vài bữa bị mất nè. Hư luôn, nó nhớt rồi coi. Nhớt rồi mất. Đâu phải mà coi mấy con cá là gần lắm. Con gì nè, một cái quên ăn 5 con lớn vậy nè. Mất cả trơn. Mấy con cá ớt xuống kho. Ớt rồi để con rửa hay rửa nè, nó hỏi nó nhiều ký nó không nói nữa. Mua nữa. Mua cho rồi hỏi dùng ký nó không nói. Ở đây làm 200-250 dùng ký. Thôi được. Thôi cái dứa. Ở đây hỏi mày mua nhiêu. Mà con này tươi ngon hơn chắc mắc hơn. Mắc hơn vài chục ngàn ký luôn. Cây chuối á khổ ra. Đúng chuối với con gắt. Ba bắp ra ba cái cây chuối nó ra nó rút nước vô nó còn ngon hơn con khô. Rút nước vô không đó. Thơm không? Ừ. Mà nó ngon mẹ, nó mặn, nó không có ngọt. Không có đường. Ừ. Hai chuẩn bị lên thật. Hai ơi. Chị Hai. Ăn thử miếng khô nè. Khô cái dứa không vô. Miếng khô chiên gà. Ăn chén cơm đi. Thôi cơm rồi. Mắm tép nó ngọt. Bơm miếng cơm tới. Ngon á. Miếng ấy. Ăn khô là làm nè. Khô cái dứa. Ừ, mắm tép nữa ngon chứ. Ăn chén rồi. Chị gấp miếng khô chiên gà. Gấp miếng gà. Rồi, bữa cơm của mình ăn quá trời ngon các bạn. Hổm gà ăn thịt gà, thịt bò, thịt dê. Vì nó ngán rồi, bữa nay ăn khô nấu, trời nó ngon, mì gặp khô ngon nữa. Hình như là bạn của bạn mình cho bạn của bạn mình, rồi bạn mình cho mình lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.